Chương trình tối hôm nay gồm có cập nhật tình hình mặt trận tại Ukraine trong 24 giờ qua. Nga không đàm phán cho đến khi Ukraine rời khỏi Kursk. Ukraine cho biết hỏa tiễn Iran ở Nga là mục tiêu hợp pháp. Hoa Kỳ triển khai hỏa tiễn tầm trung tới Nhật Bản. Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu fentanyl để đầu độc Hoa Kỳ. Taliban chiếm hàng tỷ đô la vũ khí, thiết bị sinh chắc học. Đức thắt chặt kiểm soát biên giới, chấn áp nhập cư. Người đàn ông bị truy nã quốc tế vì hất cà phê nóng vào trẻ em. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả quay trở lại với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ ba ngày mùng 10 tháng 9. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, quân đội Nga tiếp tục tăng cường tấn công ở phía nam của Ukraine, gây áp lực lớn nhất lên bờ trái của sông Dnipro. Tại mặt trận phía nam, lực lượng Nga đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công vào khu vực hoạt động của nhóm chiến lược hoạt động Tapria. vào ngày mùng 9 tháng 9, Nga đã tiến hành hơn 330 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử nhiều nhất trong tháng 9, đại úy Dmitry Lykhovi, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Tapria trên đài phát thanh tin tức Sumpri online của Ukraine đã cho hay: Cường độ tấn công của kẻ thù và số lượng các cuộc tấn công đã tăng lên đáng kể. Người Nga đang gây áp lực lớn nhất lên các vị trí của chúng tôi ở bờ trái của sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson. Đại úy cũng nói thêm rằng Tôi muốn lưu ý các bạn, trong ngày qua, kẻ thù đã tiến hành hơn 330 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử, không tính các UAV Shahid, và đây là nhiều nhất trong vài tháng qua. Hầu hết các cuộc tấn công bằng UAV Kamikaze đều diễn ra ở Kherson Oblast. Chỉ huy Likhovi cho biết, số lượng các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga cũng tăng đáng kể khi tăng tới 312 cuộc trong ngày qua, cũng như số lượng bom đạn được thả từ UAV là 224 vụ chỉ riêng trong ngày 9 tháng 9. Trong khi đó, trên mặt trận miền Đông, nhà phân tích quân sự của Ukraine, ông Roman Svitan, đã cho biết lý do tại sao người Nga lại phải dừng bước trước thành phố Pokrovsk. Ông nói, họ đã tham gia một cuộc phiêu lưu đang mắc kẹt ở Pokrovsk và không thể tiến xa hơn vì hai lý do. Đầu tiên, tướng siski đã tìm được một số lực lượng dự bị nhất định và triển khai chúng theo hướng này. Thứ hai là quân đội Nga đã giàn trải quá xa trên đường xâm nhập. Trong cuộc phỏng vấn với Evgenia Kutnova, Ông Roman Svitan đã nói trên kênh YouTube News Factory cho rằng Ukraine trên hướng Pokrovsk đã được cảnh sát quốc gia và vệ binh quốc gia hỗ trợ nên tình hình đã ổn định. Tuy nhiên điều này có nhược điểm là chỉ mang tính tạm thời. Ông Svitan cũng lưu ý những người lính Nga đã kéo giãn quá xa dọc theo đường biên xâm nhập hoạt động. 50 km từ Donetsk là quá lớn đối với 100.000 đến 120.000 binh sĩ đồn trú. Nhìn từ góc độ quân sự, điều này rất nguy hiểm do Nga đã bỏ qua mọi thứ để nhắm thẳng tới thành phố Pokrovsk. Nhưng sau đó họ đã nhận ra rằng không còn đủ sức để có thể tiến sâu hơn. Thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, ông Soku, đã tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã không thể chiếm được nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong khi đó, các chuyên gia tin chắc rằng họ thậm chí còn không cố gắng làm điều này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Liên bang Nga và thư ký hiện tại của Hội đồng An ninh, ông Sergei Sogu, đã nói rằng không thể đàm phán về bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine cho đến khi lực lượng phòng vệ Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Kursk của Nga. Những lời của ông đã được truyền thông đại chúng của Nga trích dẫn. Hơn nữa, ông Sogu cũng tin rằng những người bảo vệ Ukraine muốn nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ thực hiện những gì mà quân đội của Nga đã từng làm trước đây, đó là khủng bố hạt nhân. Ông Shogu tuyên bố lực lượng vũ trang của Ukraine đã không làm được điều này. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu hoạt động ở khu vực biên giới Liên bang Nga, các chuyên gia đã đặt câu hỏi về những cáo buộc của Nga về việc Ukraine sẽ chiếm đoạt nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này hầu như không có lợi đối với Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Nga cũng nói thêm rằng, cho đến khi chúng tôi đuổi họ ra khỏi lãnh thổ của mình, còn trước đó thì không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine. Trên thực tế, mặc dù Nga luôn tỏ ra không muốn đàm phán với Ukraine, nhưng các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã cho rằng người Nga đang cố gắng tìm kiếm các nhà hòa giải hòa bình quốc tế, các lựa chọn bao gồm Ấn Độ và Brazil. Thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Ukraine đã đưa ra một cảnh báo vào hôm thứ hai về các báo cáo cho rằng Iran đã cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Moscow. Ông Andrei Yamak người đứng đầu văn phòng tổng thống của Ukraine, đã phát biểu trên mạng xã hội Telegram cho rằng Ukraine nên được phép nhắm mục tiêu vào các cơ sở lưu trữ hỏa tiễn sâu bên trong nước Nga sau các báo cáo cho biết Iran đã gửi các hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn tới Nga để phục vụ cho cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ông nói, để đáp trả cho việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo với Nga, Ukraine phải được phép phá hủy các kho chứa những hỏa tiễn này cùng với vũ khí phương Tây để tránh những cuộc khủng bố. Ông Yermak nhấn mạnh, nhưng không nêu rõ quốc gia nào sẽ cung cấp hỏa tiễn. Bình luận của ông Yermak được đưa ra sau khi tình báo của Hoa Kỳ đã xác nhận Iran đã gửi hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn tới Nga để phục vụ cho cuộc chiến tại Ukraine. Đồng thời, tòa bạch ốc đã chỉ ra mối lo ngại rằng Iran đang tăng cường hỗ trợ cho Nga. bất kỳ việc chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo nào của Iran cho Nga đều sẽ thể hiện sự leo thang đáng kể trong việc Iran ủng hộ cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine và dẫn đến việc giết hại nhiều thường dân Ukraine hơn. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Shin Savet đã cho biết mối quan hệ đối tác này đã đe dọa tới an ninh châu Âu và minh họa cho cách ảnh hưởng gây bất ổn của Iran vượt ra ngoài Trung Đông và trên toàn thế giới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Lục quân của Hoa Kỳ là Christine Wamos đã cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai các hệ thống hỏa tiễn tầm trung trên mặt đất, loại typhoon ở Nhật Bản. Những hệ thống này trước đây đã từng bị cấm theo hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung là hiệp ước INF giữa Moscow và Washington. Việc triển khai Typhoon trên lãnh thổ của Nhật Bản sẽ cho phép Hoa Kỳ nếu cần thiết tấn công vào ba quốc gia đó là Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Bà Wormuth cũng lưu ý rằng trước đây bà đã thảo luận với bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản là Minoru Kihara về khả năng lực lượng đặc nhiệm đa miền của Hoa Kỳ là MDTF đã tham gia tập trận tại Nhật Bản. Chúng tôi đã nói rõ với lực lượng phòng vệ của Nhật Bản rằng chúng tôi quan tâm đến việc này. Mọi hoạt động triển khai sẽ diễn ra theo tốc độ của chính phủ Nhật Bản. Trang tin Japan Times đã dẫn lời của bà Christine Wormuth cho biết thêm. MDTF bao gồm các hệ thống hỏa tiễn Typhoon còn được gọi là khả năng tầm trung MAC việc triển khai các hệ thống này tại Nhật Bản sẽ là lần thứ hai chúng được triển khai ở châu Á sau khi các hệ thống tương tự được sử dụng tại Philippines trong cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Philippines có tên là LAKHANIB 2024 vào mùa xuân. Đồng thời sau đó, các hệ thống này đã không quay trở lại Hoa Kỳ và Hoa Kỳ vẫn ở trên đảo Luzon. Vào hồi tháng 7, người ta biết rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu triển khai hỏa tiễn tầm xa ở Đức vào năm 2026 các biện pháp này nhằm mục đích tăng cường hệ thống răn đe của châu Âu và là do chính sách hung hăng của Liên bang Nga đã tấn công Ukraine và thường xuyên đe dọa phương Tây bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Moscow cũng đang tích cực mở rộng kho vũ khí thông thường tầm xa, đặc biệt là lực lượng vũ trang Nga trước đây đã triển khai một số lượng đáng kể hỏa tiễn tầm xa ở Kaliningrad. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Theo quý vị, vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 9, Heritage Foundation đã công bố một báo cáo có tiêu đề yêu cầu Trung Quốc và Mexico chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng fentanyl ở Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng này về cơ bản khác với thách thức ma túy bất hợp pháp lâu đời của Hoa Kỳ, vì fentanyl đã sát hại rất nhiều người Hoa Kỳ và đến trực tiếp từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ lập luận rằng, mặc dù việc buộc Trung Quốc và Mexico phải chịu trách nhiệm sẽ tốn kém về mặt chính trị và kinh tế, nhưng nó không đáng kể so với những thiệt hại gây ra cho cộng đồng người Hoa Kỳ và hàng triệu người Hoa Kỳ sẽ thiệt mạng vì fentanyl trong những năm tới. Theo đó, fentanyl là mối đe dọa ma túy nguy hiểm nhất mà Hoa Kỳ từng phải đối mặt. Vào năm 2023, số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ lên tới 108.000. Trong số những trường hợp này, có khoảng 75.000 trường hợp là do opioid tổng hợp, chủ yếu là fentanyl. Báo cáo nêu rõ, gần 200 người Mỹ vẫn thiệt mạng vì sử dụng quá liều fentanyl mỗi ngày. Đây là một cuộc tấn công vào sức khỏe xã hội, chính trị và kinh tế của người Hoa Kỳ, đầu độc nước Mỹ từ bên trong. Một báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ cho thấy, Trung Quốc đã trực tiếp trợ cấp cho việc sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu fentanyl bất hợp pháp và có chương trình giảm thuế thực sự khuyến khích xuất khẩu 14 tiền chất fentanyl. Vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn tăng mức hoàn thuế lên 13%. Đây là mức nợ cấp tiềm năng cao nhất cho các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc vào thời điểm đó. Thưa quý vị, một báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vừa cho thấy, hầu hết 7,1 tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự và công nghệ Hoa Kỳ để lại cho Afghanistan khi rút quân hiện vẫn còn sử dụng được, trái với tuyên bố của Washington trước đó. Điều đáng chú ý, bên cạnh những vũ khí còn có các máy quét vân tay mà Taliban sau này sử dụng để truy lùng những người Afghanistan từng theo phía Hoa Kỳ. Theo tờ New York Post, ngày 10 tháng 9 dẫn nội dung báo cáo cho biết, trong cuộc rút quân vào hồi tháng 8 năm 2021, Ngũ Giác Đại và Tòa Bạch Ốc nhiều lần khẳng định rằng hầu như mọi thiết bị được sử dụng bởi lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Afghanistan đã bị giảm tính năng hoặc bị phá hủy trước khi rút quân. Tuy nhiên, báo cáo được đưa ra vào hôm 8 tháng 9, sau gần 2 năm điều tra, đưa ra những thông tin trái ngược. Dù quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy hoặc di chuyển hầu hết các thiết bị của mình, họ vẫn để nguyên hàng tỷ vũ khí và vật tư đã chuyển giao cho quân đội Afghanistan. Quân đội Afghanistan đã sụp đổ cùng với chính quyền Kabul do phương Tây hậu thuẫn trước khi những người lính Hoa Kỳ cuối cùng rút đi vào ngày 30 tháng 8 năm 2021. Về phía tòa Bạch Ốc, ông John Kirby nói rằng không có đánh giá chính xác nào về tốc độ diễn ra của mọi thứ vào tháng 8 năm 2021 và sự sụp đổ của chính quyền Kabul diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. Các thiết bị đã bị bỏ lại, mặc dù quân đội đã dành 4 tháng để tháo dỡ và vận chuyển hàng nghìn thiết bị quân sự khác từ các địa điểm của Hoa Kỳ tại Afghanistan sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố quyết định chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm vào tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, chính phủ Đức đã công bố kế hoạch áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trên toàn tuyến biên giới đất liền trong nỗ lực mà Berlin nói là để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp và bảo vệ công chúng khỏi các mối đe dọa như chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Fischer vào hôm 9 tháng 9 nói rằng các biện pháp kiểm soát, trong đó có tái áp dụng kiểm soát hộ chiếu trong phạm vi vốn là khu vực tự do đi lại rộng lớn của khu vực Jersey của châu Âu, sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và kéo dài trong 6 tháng nếu không được gia hạn thêm. Theo Bộ trưởng Fischer, các biện pháp này nhằm mục đích trấn áp những người nhập cảnh vào Đức mà không có thị thực và giải quyết các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Các hạn chế này là một phần trong một loạt các biện pháp mà Đức đã thực hiện để thắt chặt vấn đề nhập cư bất hợp pháp trong những năm gần đây sau khi lượng người nhập cư tăng đột biến, đặc biệt là những người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Trung Đông. Đức có chung đường biên giới trên bộ dài hơn 3.700 km với Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Cộng hòa Séc và Ba Lan. Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner đã trả lời tờ Bill vào hôm 9 tháng 9 rằng đất nước của ông sẽ không tiếp nhận bất kỳ người di cư nào bị Đức từ chối tại biên giới. Theo ước tính chính thức, người nhập cư chiếm khoảng 18% dân số Đức, trong đó gần 40% mới chỉ sống ở nước này chưa đầy 10 năm. Thưa quý vị, cảnh sát bang Queensland đang phối hợp với đối tác quốc tế để truy tìm người đàn ông vô cớ hất cà phê nóng vào một em bé trong công viên. Thanh tra cảnh sát bang Queensland Paul Danton vào ngày 9 tháng 9 cho biết Lực lượng này đang làm việc với các đối tác quốc tế để truy tìm người đàn ông là một công dân nước ngoài 33 tuổi đã trốn khỏi Australia sau khi tấn công một em bé. Nghi phạm đã vô cớ xông tới hất cà phê nóng vào bé trai Luca, 9 tháng tuổi, trong lúc bé đang ngồi cùng mẹ tại công viên Harlan ở Brisbane vào hôm 27 tháng 8. Em bé Luca bị bỏng nặng ở phần mặt, tay và chân. Video từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy, anh ta mặc áo sơ mi kẻ caro xanh, đội mũ đen, đeo kính và đã bỏ chạy sau khi ra tay. Theo ông Dalton, cuộc điều tra ban đầu bị chậm trễ do thông tin sai về danh tính nghi phạm và người này cũng hiểu rõ về hành động của cảnh sát. Sau khi tấn công bé trai Luca, nghi phạm đi taxi tới trung tâm thành phố Brisbane, sau đó lái xe đến bang New South Wales và khởi hành từ phi trường Sydney vào hôm 31 tháng 8. Ông Danton mô tả nghi phạm là lao động thời vụ ở nhiều khu vực. Người này đã đến và rời Australia bằng nhiều visa khác nhau kể từ năm 2019. Lần cuối người này nhập cảnh vào Australia là hồi tháng 1 năm 2022. Cảnh sát chưa thể xác định động cơ tấn công của người đàn ông này. Nhiều nhân chứng đã vội mang nước tới hất lên người Luca. Bé trai sau đó được tới bệnh viện và đã làm nhiều cuộc phẫu thuật để chữa bỏng. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giờ tinh hòa đến đây đã kết thúc một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp